Rồi chiều hôm nay em cập nhật clip một con đực kem tầm 7 tháng tuổi nha anh chị. Mẹ thì Lachman. Đó, ta đã cai sữa không còn ube nữa anh chị ơi. Đó, đã vô dầm, rất là dễ ăn uống cho anh chị luôn. Đầu trụi luôn nè, đầu to. Đó, cổ cần đó anh chị, lưng thẳng đòn dài, chân cẳng cối nè, móng sò. Đó. Địa chỉ của trại thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Không đùi đó anh chị ơi, cu giấy chân thẳng trụ, lưng thẳng đòn dài, đọc trụi đọc to luôn anh chị, mẹ anh lắc man đó, mông đùi đó, lưng dai lực nha anh chị. Thì địa chỉ của trại thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Và anh chị cần thì liên hệ đó. Bò thì chiều cao giữa lưng á, thì tầm thiếu đủ mét mốt anh chơi, nói chung là dưới mét mốt tính mét lẻ đi, còn sơ đích thì tầm mét mốt đâu lại. Cao thì không quan trọng, quan trọng có lực hay không nha anh chị, chân cẳng tốt hay là mầm bò. Mẹ thì dòng Lachman anh chơi nó nửa Lachman thì nửa con thì nó cách mình quá dài đòn anh chơi. Rồi cũng có con Barbie lỡ luôn, tầm 1 tuổi anh chị, 11 12 tháng gì đó. Chiều cao thì giữa lưng thì tầm 1m2, sau đít thì hơn. Ông đùi đó, đít giả khía đó anh chị ơi. Lưng thẳng đòn dài, chân cẳng cối, móng sò. Đó, thì anh chị muốn bắt một cặp cũng được. Vì có đôi ba bê, có kem thì nuôi vô béo anh chị ơi. Địa chỉ của trại thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Anh chị cần cặp ba bê kem này liên hệ. Dạ. Để ô à.